nhạc đình đám Blackpink xác nhận tổ chức concert tại Việt Nam vào cuối tháng 7 đã khiến cho chương tình rần rần. Mới đây, thông tin nhóm nhạc đình đám Blackpink tổ chức concert tại Việt Nam vào cuối tháng 7 2023 đã khiến cho fan Việt đứng ngồi không yên. Là một trong những fan cứng của Blackpink, thế nên á hậu Phương Nga cũng khó lòng bỏ qua cơ hội đua idol ngay tại quê nhà lần này. Thế nhưng trái ngược với cảm xúc vui mừng của bà xã, Bình An lại bất ngờ đăng đàn than trời. Anh viết, xét đánh ngang tay, vợ em hú hét như chưa bao giờ hú vậy, hai ngày đều đi hết cả hai ngày luôn. Xem làm gì một concert đến tận 4 lần vậy trời ơi. Có thể dễ dàng hiểu được cảm xúc của Bình An ở hoàn cảnh hiện tại khi bà xã anh đích thị là một fan cuồng của Blackpink. Bên dưới bình luận, đông đảo cư dân mạng để lại lời động viên, đồng thời khuyên nhủ anh chàng cố gắng chiều chuộng bà xã để không phải ngủ sofa. Chỉ những ông chồng mà có vợ mê idol xứ Hàn mới hiểu cảm giác này. Hết Thái Lan và bây giờ là Việt Nam, sướng nhất là Phương Nga rồi. Cố gắng chiều chuộng rồi săn vé đi, không khéo tối phải ngủ sofa đấy. Trưa 26 tháng 6, cộng đồng mạng Việt Nam dậy sóng trước thông tin Blackpink tổ chức concert. Tại Việt Nam, cụ thể, fanpage gần 20 triệu lượt theo dõi của Blackpink đã đăng tải poster xác nhận thông tin, nên fan có thể an tâm 100% về độ xác thực. Theo đó, đêm diễn sẽ được tổ chức vào 29-30 tháng 7 tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Đây cũng chính là địa điểm có sức chứa lớn nhất Việt Nam, từng là nơi Mỹ Tâm tổ chức live show Tri Âm cách đây không lâu. Hiện những thông tin xoay quanh concert của Blackpink tại Việt Nam vẫn đang là chủ đề nhận sự quan tâm cư dân mạng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức của kênh Bật Mí News. Các bạn đừng quên subscribe để nhận những clip và tin tức hay hấp dẫn mỗi ngày nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.